Rồi thì mình xin kính chào anh em trên YouTube. Thì hôm nay là anh em thấy mình sửa mấy xe thì future rim quay ở này với nọ, nói chung là mình sửa dòng future với lại mấy xe rim quay là bình thường thôi, quay 110 đâu. Nhưng mà hôm nay mình sẽ lên đây để mình nói một số vấn đề mà về xe. Bây giờ mình sẽ nói về cái dòng xe là Winner 150. Alo. Thì mình sẽ nói với anh em mà cái mà biết của mình về cái dòng xe này là anh em cứ hả lên mà so bài anh em kéo ở chổng khu, anh em kéo rồi Winner thì với lại Exciter 150 anh em kéo rồi thoải mái. Rồi người ta chế là chiếc xe thì Winner 150 ấy, thì về Winner 150 với E150 thì ở Việt Nam mình là nó đều hãm tua hết anh em. Thì anh em kéo thoải mái nó lên thì anh em so kè với nhau chi mà nó hơn nhau tốc độ 20-30, rồi đi vô xăng lửa hay gì zin anh em kéo thì nói chung là mình kéo là 114 thôi, hoặc là 116, 120 chứ mình không kéo 115 nha. Rồi như thế ha. Thì mình sẽ nói về những cái mà bây giờ để anh em phân vân cái xe E150 với lại Winner, Winner 150 rồi cũ gì đó, cái này mình không cần thiết tại vì mình cũng ít sửa xe đó. Thì là đều là phân khối 150. Đúng không? Thì bây giờ trước nhất là cái hệ thống làm mát nè, hệ thống là làm mát là hai cái đều làm mát bằng chất lỏng hết. Thì cái nào bây giờ là mình sẽ so sánh, một cái là trực quan nhất, mình cũng chưa xem là đại khái là ngoại hình của hai chiếc đó, nhưng mà chiếc nào mà cái cánh nước nó to hơn á, cái cánh nước to hơn, cái cánh quạt của quạt quạt điện á nó to hơn, thì cái kết nước to hơn thì giải nhiệt nước là nó giải nhiệt tốt hơn, như vậy thôi. Rồi ha, là thứ nhất là giải nhiệt. Rồi bây giờ mình nói về phần cổ xe nè, cổ xe hệ thống lái trên trước nè, cổ xe với chặng 3, giờ mình không nói về tới động cơ đó. Cổ xe với chặng 3 thì cái khả năng bây giờ mình không có nói về khả năng chiếu sáng của đèn pha, là mình nói cổ xe. Thì bây giờ đó là chặng 3 của Winner, nếu mà anh em có làm chén cổ rồi á, hay là anh em có đi lại mấy tiệm làm chén cổ mà anh em là khách á, anh em thấy nó rút cái chặng 3 ra, nó rút cái chặng 3 là cái phần mà mình hay làm chén cổ phốt đó, rút chặng 3 ra, anh em thấy cái chặng 3 của Winner nó to hơn của ẹt ha. Rồi cái ống phuộc đó là không biết dày hay là mình không biết ở trong cái ống phuộc cái nó dày hay là nó mỏng, thì nhưng mà mình thấy bề ngoại hình ở ngoài á, mình thấy ngoại hình ở ngoài là cái ống phuộc của Winner nó to hơn, và cái độ bè của cái chặng 3 là nó bè ra hơn giữa hai cái phuộc, từ cái bù lon dọc bắt tán cổ chén cổ nè đi xuống sườn nó bè ra hơn và cái phuộc nó to hơn. Đó là trực quan của mình thôi, mình không cần biết là giờ phuộc nhúng im hay không, nhưng mình nói là cái đó là mình thấy chặng 3 nó có vẻ cứng cáp hơn thì thôi, còn chất liệu nó làm bằng cái gì hay là thép sao nó, kỹ sư gia công mình không nói tới. Rồi bỏ qua chuyện đó ha. Rồi thì ngoại hình đó thì nếu mà quẩy á đi quẩy đi đó thì Exciter là dính hơn Winner anh em. Cái dòng ẹt là từ ẹt 135 150 này đều đẹp hết rồi nè, thấy không? Rồi thì ví dụ như là Exciter á mà anh em đưa cho một người mà cỡ bốn mấy 50 á, năm mấy á chạy thì nó hơi kỳ, nhưng mà người năm mấy mà tướng tá phong độ đâu á thì chạy Winner vẫn thấy nó không có dạng mà trẻ mà nó dạng mà nó cũng là dạng là nó phù hợp với lại công sở hơn. Dù là Winner X nó đã làm theo phong cách thể thao rồi, bô nó hơi to nhưng mà mình đi dạng mà trung điên đi mình thấy cũng ok, thấy không? Rồi như vậy đi, bây giờ mình nói tới cái phần mà rồi phần bô rồi mình cũng nói, tại vì mình cũng không có thích tiếng bô giờ miễn sao mà chạy mình không nói tới phần đó. Rồi bây giờ là mình nói tới cái phần động cơ đi. Động cơ thì thằng Winner đời đầu á hay là Winner X á là nó khoe cái đầu quy lát động cơ của nó là 20 cam, nó khoe cái nồng với cái đầu ra thấy rất là rõ anh em, thấy không?
đó là nó khoe là nó sở hữu cái động cơ DOHC. Rồi còn xe ẹt đều là 4 van, động cơ là xi lanh nè, một xi lanh và 4 xúc bắp hết, 4 van đó, 2 van nạp, 2 van xả. Nhưng mà thằng ẹt á là đó, nó xài SOHC, DOHC á là 20 cam, còn SOHC là 10 cam. Thì cái lợi điểm của, bây giờ là mình nói ưu điểm với nhược điểm đi. Lợi điểm của thằng SOHC của Winner 20 cam á, thì hai cái cốt cam nó làm việc độc lập, là một cốt cam là cho 2 van nạp, một cốt cam cho 2 van xả, thì nó làm việc độc lập. Thì nó sẽ khi cái tốc độ cao á, là cái gánh nặng nó không có đè lên như một cái cốt cam như thằng ẹt là SOHC. Thí dụ như là mình là cây cốt cam đi, đây là bên trái bên phải, van thúc van xả, là mình thôi bên này mình phải thôi bên kia, trong trong khi cái thằng này thôi thôi thôi, còn bên này thôi thôi thôi, hai cốt nó riêng biệt ha. Rồi thì khi mà tốc độ cao nó sẽ ổn định hơn ha. Rồi còn khi mà mình đi dạo phố rồi á, mình đề ba rồi á, thì thằng SOHC là nó vượt trội, nó chiếm ưu thế hơn. Nhưng mà khi mà mình chạy mà ga cao rồi á, thì mình dứt ga là nó đi là hậu nó rất là tốt đối với thằng Winner ha. Đó còn cái phần nhông sinh dĩa thì hãng nó đặt nhông sinh dĩa, hiểu gì mình cũng không cần thiết, cho mình chỉ nói về cái động cơ như vậy thôi đó. Rồi thì thằng DOHC á, nó có một cái ưu điểm nữa là cái buri nó được nằm ở chính giữa. Tại thằng SOHC là cốt cam nó nằm giữa đầu đuôi lát rồi, nó phân bố ra hai bên. Thằng DOHC là hai cốt cam hai bên, cho nên là nó thiết kế buri nằm chính giữa. Nhưng mà cái bù đốt của mình đó anh em, mà ẹt thì nó để cái buri hơi xéo qua, tại vì chứa cái cốt cam ở giữa rồi, thằng này nó buri nằm chính giữa. Chỉ như buri nằm ở trọng tâm của piston á, thì nó sẽ đánh lửa là cái chỗ đó là chỗ là để đặt buri tốt nhất là anh em nha, chỗ đó là đặt là tốt nhất. Thấy không? Giờ anh em có đi coi nhịp cầu âm nhạc không, hay là coi sân khấu không? Anh em muốn ngồi chính giữa anh em coi, hay là muốn ngồi anh bìa, thấy không? Đó, ngồi chính giữa, con mắt mình nhìn thẳng, thì đây cái buri nằm chính giữa, một cái buồng đốt hình tròn như vậy, buồng đốt là hình gì á, nhưng mà cái buri nằm giữa cái đầu cái lát là ok ha, buồng đốt là ok. Rồi ở clip này mình muốn nói nhiều cho nên mình nói hơi nhanh nha anh em. Rồi bây giờ á, là cái nhược điểm của thằng DOHC á, là cái đầu quy ráp nó rất là to, nó chứa cốt cam rồi nè. Thì bởi vậy cho nên nó làm là không có mặt đạn của cốt cam, thấy không? Không có mặt đạn cốt cam, tại nó đưa ra nữa, nó nếu mà làm mặt đạn nó còn to hơn nữa, thấy không? Thấy cái máy chút ẹo mà cái đầu nó to lên vậy ha, anh em thấy nó hình chữ V lên đó. Là nhược điểm là kết cấu nó gồ ghề, dạng là kệch cộm, thấy không? Kệch cộm thì không phải là xấu, nhưng mà kệch cộm có nghĩa là nó gồ ghề đó. Rồi thì vì nó hai cái trục cam vậy nè, cái sơn cam nó, mình bảo đảm với anh em luôn là sơn cam nó là mắt nó dài hơn thằng ẹt 150, tại vì nó phải dòng qua bên đây nè, cốt cam đây, sơn cam nó dòng qua cốt bên đây, dòng qua đây qua van nạp van xả, không đó, thì sơn cam nó dài. Bởi vậy sơn cam nó dài cho nên là nó xài sơn cam, là cái bản của sơn cam nó cũng, với lại cái nhông cam nó cũng dày hơn thằng ẹt 150. Rồi bây giờ là mình chưa nói đến cái phần, bây giờ mình nói cái đầu quy lát của thằng ẹt 150 với lại thằng đầu quy lát của thằng Winner, thì đầu nào phát ra tiếng kêu nhiều hơn anh em? Nếu mà nói không có lột cốt cam gì hết, nếu mà chạy bình thường, hai động cơ chạy bình thường, mình chắc chắn với anh em là cái đầu của thằng Winner là ít phát ra tiếng xào hơn. Thứ nhất không có cốt, không có bạc đạn cam. Thứ hai là cốt cam độc lập, là sự đè lên cái trục cam là liên tục của van nạp van xả đó, hai cái gối thì nó sẽ sực, còn này sực cái thì nó sẽ làm việc là cái cốt cam, cái mặt đạn cam đó, nó sẽ làm việc gấp đôi thằng cốt cam mà đơn, mà mỗi van một cái cốt cam thôi. Rồi hai van nạp, hai van xả đó. Rồi cái đầu bò nó là ít xào hơn, chắc cú nha anh em. Còn anh em nào nói xào hơn thì mình cũng chịu thua. Thì nếu mà em nói xào hơn, anh em để lại bình luận là tại sao nó là Winner nó xào hơn, nếu mà anh em nói là đầu bò đó.
mà chưa nói là bệnh mà chết cốc cam đồ, cháy cốc cam đâu, mình chỉ nói nếu mà hai xe mà dạng mà sức xưởng. Rồi quay lại bây giờ là mình không nói về độ vũ bích tông, về bích tông hãng nào tốt hơn thì mình không biết. Rồi bây giờ mình quay ngược xuống về bộ ly hợp, thì nói về trái bố nồi thì Winner cũng có trái bố nồi đó anh em, rồi Exciter cũng trái bố nồi đấy. Thì trái bố nồi là do người điều khiển, là do người sửa chỉnh con bị sốt nồi, là do người điều khiển chỉnh rà tay con đồ, nó cũng bị trái bố nồi nữa. Thường thường là trái bố nồi á thì xe nó bị tụt nồi rồi, mình mở ra mình thấy là mấy lá bố nồi á nó không có nhớt, nó khô rang anh em. Thì có nhiều chiếc mình tháo ra thì 135 cũng vậy, mình tháo ra mình thấy khô rang thì không biết là do người chạy hay là do như thế nào. Rồi thì bây giờ là mình nói tới cái vấn đề mình chưa biết cái đường bơm vớt đó là của Winner đó, là nó có phần nào nó vô để nó nuôi bộ số, là nuôi cưỡng bức hay là nuôi tát với lại là phần mà dơ nó tát lên hộp số hay như thế nào. Nhưng mà hàng dòng ẹt xe tơ đó thì nhớt nuôi bộ số là ngoài cái ắc dên nó tát lên, ngoài nó ắc dên nó tát lên thì còn một cái nữa là nhớt nó được bơm vô cái trục cốt số, rồi từ ở những cái dòng số đó, nó sẽ có lỗ để nó bôi trơn cái dòng số rồi là nó tủa lên bộ số, thấy không? Đó thì cái phần mà ép con đó, tai con nè, tai con đó thì của hàng Winner là nó ép cái cần ép nó bên lốc nồi và nó ép ngược cái bốn cọc đi vô, bốn cọc đi vô trong lốc giữa. Còn hàng cơ cấu ép nồi của hàng F150 là nó ép dạng đũa trung gian qua cái cốt số là mới đẩy cái cọc ngược trở ra. Thì mình thấy cái thằng đó thì cái thằng F135 nó hay hơn, và cái lò xo thì mình chưa có thử cái lò xo của F150 rin với lại là lò xo nồi, bốn cái lò xo nồi á của F150 rin với lại Winner rin, thì cái nào nặng hơn. Nhưng mà mình thấy là bóp tay con đó anh em, bóp tay con thì mình thấy là tay con của Winner nó nặng hơn F150 nha, kể cả F135 luôn, là Winner, là dòng Winner là mình bóp con nó nặng hơn là F. Nói về độ hỗn đề ba thì mình thấy là thằng Yamaha thì nó tốt hơn, khi mà mình nhả Amiga thì mình nhồi đồ thì nó tốt hơn, nhưng mà hậu thì mình thấy là cái DOC nó tốt hơn đó. Phần đó thì F150 nó khác F135 là cái bản bố nồi á, cái mặt tiếp xúc của bố nồi với lá sắt á nó to hơn, đó là không biết là nó có góp phần mà nó để nó tăng cái ma sát khi mà giúp cho không trượt nồi hay không. Thì cái đó là anh em nào mà có chạy xe này thì biết. Thì nồi á, nồi F135, nồi F150 mình cũng có làm, thì mình chỉ đánh giá là trực quan như vậy thôi đó. Còn cái hệ thống bơm nhớt rồi thì mình thấy là hàng Winner thì nó bị chết cốc cam, trục cam rất là nhiều qua do nhớt gì, là hàng Winner mình thấy nó không có lọc nhớt ly tâm nè, thứ nhất nó không có lọc giấy nè, không có lọc giấy lọc tinh nè, thì cái đó là cũng là cái nhược điểm của hàng Winner, thì nó hay bị nhớt lên, nhớt nó bị dơ lọc không hiệu quả thì nó lên trên cái trên dàn đầu nó hay bị nhớt lên không kịp lên cái cốc cam thì nó hay bị cháy trục cam, thì cái đó là mong là cái nhà sản xuất là có thể khắc phục đó. Thì bây giờ là mình bỏ qua cái phần máy, bây giờ mình nói tới phần điện ha. Phần điện thì mình cũng đã tháo Winner X thì mình chưa tháo, nhưng mà mình tháo hết cái dàn áo trong quá trình mình làm, là mình tháo hết cái dàn áo của hàng Winner mà đời đầu á. Thì mình thấy đường dây điện nha, giờ mình nói đường dây điện rồi anh em nào là sở hữu dòng da thì cũng bỏ qua cho mình, sở hữu dòng Honda là cũng bỏ qua cho mình. Thì mình thấy là ruột dây điện nha, cái ruột dây điện là ruột đồng á, ví dụ dây điện như thế này nè, dây điện như thế này mà mình tước đồng ở trong ra nè, là tước sợi dây đồng ở trong ra, thì mình thấy ruột dây đồng nha, cái này là mình đánh giá trực quan, mình đánh giá sự thật nha. Ruột dây điện của hàng Honda là nó tốt hơn hàng Yamaha, kể cả dòng Sirius FI, cái dòng xe đời mới RSX Future Nail đâu,
ruột dây điện của Honda rất là tốt nha. Đó, rồi cái đó là mình nói thật. Rồi, với lại là Honda nó đầu tư cho cái đường dây điện rất là tốt. Đầu tư cho hệ thống điện trên xe Winner hoặc những xe khác rất là tốt. Thí dụ như những dòng xe Fuel hoặc là RSX FE gì đó, là nói chung là dòng xe phun xăng điện tử á, là hệ thống sạc của nó là hai đường riêng biệt nhau, phun xăng riêng nè, phun xăng riêng, điện đèn còi riêng nè, thấy không? Rồi rất là nhiều relay, rất là nhiều relay. Thí dụ như là bây giờ mình so sánh với Winner với Exciter nè, ở trên anh em á, anh em coi ở trên dàn điện xe Exciter đi, nó có bao nhiêu cái cầu chì? Winner rất là nhiều cầu chì nha anh em. Mình chưa đếm nhưng mà mình mở cái ốp bên phía bên mà cái cần thắng á, là cái chỗ mình đắc quy ở đó hay sao á, thì mình thấy rất là nhiều cầu chì và hệ thống là le rồi. Với lại những hệ thống rắc dây điện nó rất là chỉnh chu cho anh em. Cái chỗ cái lường cổ xuống nè, cái chỗ mình để cái ba ga đó anh em, có cái chỗ cái bờ cổ xuống nè, rất là nhiều dây điện và rờ le cho anh em. Đó, cái đó là những cái mà mình, thì Winner nó có một cái bệnh nữa là nó hay bị hú mâm lửa, không biết là Winner ít nó còn bị hay không. Thì thằng da rồi đó, mình làm F150 mình chưa thấy, nhưng mà F135 á là nó cũng bị hú mâm lửa ha, có bị. Đó, thì mình chỉ nói là đúng sự thật thôi. Còn anh em nào thấy cái nào mà mình nói sai thì có thể là bình luận góp ý một cách chân thành ha. Đó, thì những cái đó thôi là mình đánh giá trực quan như vậy thôi. Còn mình thấy gấp á, cái gấp cái phụ thì cái Winner ít rồi, nó hơi cao, cái đít nó hơi cao hơn thằng F. Mà mình thấy gấp rồi thì của thằng Winner nó cứng cáp hơn ha, nó cứng cáp hơn. Mình cũng đã chạy thử hai chiếc rồi, mình cũng thử xe của khách mình chạy thử, thì cái đó là đánh giá trực quan của mình thôi. Đó, thì giờ mà bây giờ là cái clip này cũng dài rồi, sẵn mình nói luôn là hôm bữa có một cái anh đó, anh làm anh đi dọn xe cho khách, thì anh tháo hết dàn máy đồ ra để anh sơn lại chiếc xe. Thì sau khi mà anh gắn lên lại thì không đổ máy, anh đẩy lại cho mình thì anh nói không đổ máy báo lỗi gì đó, thì mình thấy là không phun xăng. Rốt cuộc á, mình cầm cái rắc mà của cái kim phun á, mình giật một cái hai sợi dây điện nó đi ra luôn, thì mình thấy là nó đứt ngầm ở trong đó rồi. Nói chung là cái ruột dây điện này là của hàng gia, bữa là mình làm chiếc Novo ha, là nó đứt hai dây kim phun ra luôn, giật nhẹ nó đứt từ hồi nào anh em, là có nghĩa là nó bị oxy quá gì hay là bị nhiệt gì á nó đứt. Rồi khi mà anh em làm, mình một lần mình làm chén cổ của Sirius FE nữa, thì khi mình tháo, mình dỡ bi đông cổ lên nè, rồi mình làm xong chén cổ, khách lại nói là sao không có xi nhan bên trái hay bên phải gì á, thì mình lấy lại thì dây điện đồ vẫn còn y, nhưng mà tới chỗ đó nó đứt cái dây ruột ở trong rồi anh em. Rồi mình nói lại rồi khoảng là 1-2 ngày sau anh đó có ghé lại nữa, nói sao không có xi nhan bên trái bên phải gì hết. Rút cuộc cái dây mà nâu sọc trắng á, cái dây nâu sọc trắng Yamaha là dây nâu sọc trắng từ cục chớp á, từ cái cục hộp nháy á, nó ra ngoài công tắc xi nhan nó đứt dây đó nữa anh em. Nó đứt mà nó vẫn còn vỏ nha anh em, vẫn còn vỏ nhưng mà trong dây đầu nó đã đứt rồi. Đo đạc thì cái đó là sự thật ha. Cái ruột dây điện á, bữa nào mà anh em thợ rồi mà có làm ban điện rồi đó, thì anh em có đứt dây điện hay các dây điện, anh em cứ thử so sánh cái ruột dây điện của Yamaha với lại Honda thì anh em tự biết. Rồi, video dài rồi, mình chốt video ở đây ha. Thì mình có những cái phần so sánh mà giữa Winner với Exciter như vậy đó, thì anh em nào để cho anh em tham khảo. Rồi, xin chào anh em nha. Rồi.